bà nguyễn thị phương thảo nữ tỷ phú đô la duy nhất của việt nam kinh doanh những gì nguyễn thị phương thảo nữ doanh nhân với chiều cao kiêm tốn và phong cách thanh lịch đặc trưng của phụ nữ hà thành luôn là mẫu phụ nữ truyền cảm hứng cho giới trẻ và là một trong những nhân vật tiêu biểu trong lĩnh vực kinh doanh tại việt nam đặc biệt là trong ngành hàng không bằng tài năng và sự nỗ lực không ngừng bà đã góp phần thay đổi diện mạo ngành hàng không của nước nhà Hãy cùng tìm hiểu thêm về sự nghiệp nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo trong video này nhé! Nguyễn Thị Phương Thảo là ai? Sinh ngày 7 tháng 6 năm 1970 tại Hà Nội, Nguyễn Thị Phương Thảo là một nữ doanh nhân và là nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam được Forbes công nhận chỉ sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng Bà đang giữ chức vụ tổng giám đốc của Vietjet Air và là phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị ngân hàng HD Bank. Với bằng cử nhân kinh tế và tài chính, tín dụng ngân hàng cùng bằng tiến sĩ kinh tế, bà đã tích lũy được phần lớn tài sản từ việc nắm giữ số cổ phần của Vietjet Air, mã chứng khoán VJC sau khi công ty này IPO vào tháng 2 năm 2017. Vào năm 17 tuổi, bà được cơ hội du học tại Đại học ngành Kinh tế Tài chính và nhanh chóng nổi tiếng trong cộng đồng không chỉ với thành tích học tập xuất sắc mà còn với tài năng kinh doanh. Điều đó đã thúc đẩy bà bước vào thương trường khi còn là sinh viên năm thứ hai. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, bà Thảo đã đạt được bằng tiến sĩ điều khiển học kinh tế khi chỉ mới 27 tuổi. Ngoài ra, bà còn có hai tấm bằng cử nhân khác trong các lĩnh vực quản lý kinh tế lao động và tài chính tín dụng. Sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Phương Thảo Trong bối cảnh thị trường Đông Âu đang thiếu thốn hàng tiêu dùng, mọi thứ đều khan hiếm, Nguyễn Thị Phương Thảo đã tận dụng cơ hội này để kinh doanh đủ lại hoàng hóa, từ các sản phẩm điện tử, máy tính, máy fax đến băng đĩa, đồng hồ và thậm chí cả nông sản từ các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông. Trung Quốc sang Đông Âu. Đồng thời, bà cũng đưa về Việt Nam những mặt hàng khan hiếm và cần thiết như thiết bị, sắt thép và phân bón. Bắt đầu khởi nghiệp chỉ với một niềm tin và niềm say mê lao động, Nguyễn Thị Phương Thảo thường bắt đầu làm việc từ rất sớm, từ 5 giờ sáng và kết thúc vào lúc 2 giờ sáng hôm sau. Nhưng đối với bà, đó là điều bình thường. Bà cho rằng khi làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm, các đối tác phân phối lớn sẽ chọn mình làm đại lý để phân phối hàng cho họ. Với cách làm việc hiệu quả và trung thực của mình, bà đã có được niềm tin của đối tác và doanh thu lợi nhuận đảm bảo tốt. Sau 3 năm kinh doanh, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã kiếm được 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên, trở thành triệu phú đô la đầu tiên khi mới 21 tuổi. Với số vốn này, bà đã bắt đầu kinh doanh các mặt hàng công nghiệp như sắt thép, máy móc, phân bón và một số hàng hóa khác. Cộng với việc được nuôi dưỡng trong một gia đình ấm áp có nền tảng giáo dục tốt và được yêu thương nên bà đủ vững tin đối mặt vượt qua các thử thách lớn. Sau khi hoàn thành việc du học tại Liên bang Nga, Nguyễn Thị Phương Thảo trở về Việt Nam và sử dụng số vốn đã có để sáng lập và điều hành Ngân hàng Techcombank và sau đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) cùng với việc đầu tư vào HDBank. Ngoài ra, bà còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trước khi quyết định tiến vào ngành hàng không. Mặc dù ít xuất hiện trên truyền thông, nhưng bà Thảo lại là một nhân vật rất năng động trong lĩnh vực kinh doanh. Đặc biệt, thành công nổi bật nhất của bà là việc sáng lập hãng hàng không Vietjet Air đã phá vỡ sự độc quyền của Vietnam Airlines trên thị trường hàng không và mang lại cho nhiều người cơ hội bay với giá rẻ. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo và hãng hàng không Vietjet Air. Cái tên Nguyễn Thị Phương Thảo luôn gắn liền với danh xưng CEO của hãng hàng không Vietjet Air. Ban đầu, Vietjet Air dự định trở thành một hãng hàng không năm sao. Tuy nhiên, sau khi thăm những gia đình có công với cách mạng ở vùng cao, bà Thảo nhận ra sự cần thiết của một mô hình giá rẻ nhằm giúp nhiều người có cơ hội đi lại bằng máy bay và đóng góp vào phát triển kinh tế và du lịch. Vietjet Air đã đối mặt với nhiều khó khăn khi mới bắt đầu hoạt động, bao gồm áp lực cạnh tranh từ Vietnam Airlines và sự nghi ngờ của công chúng. Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo tài tình của bà Thảo, Vietjet Air đã tăng trưởng nhanh chóng trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 và chiếm lĩnh 29% thị phần. Vào ngày 23 tháng 5 năm 2016, Vietjet Air ký kết thỏa thuận thuê mua 100 chiếc máy bay Boeing 737 Max 200 trị giá 11,3 tỷ USD với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Vào năm 2019, Vietjet Air đã chiếm hơn 40% thị phần trên thị trường nội địa và lãi kinh doanh ngay trong năm thứ hai hoạt động. Từ một hãng hàng không nhỏ, Vietjet Air đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu và thường xuyên nhận được các giải thưởng uy tín trong ngành. Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ tỷ phú đô la duy nhất của Việt Nam trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2023 mới được Forbes công bố, bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục là đại diện nữ giới duy nhất của Việt Nam. Đây cũng là lần thứ bảy Chủ tịch Sovico có mặt trong bảng xếp hạng này. Nữ tỷ phú sở hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị HD Bank, Phó Chủ tịch và CEO hãng hàng không Vietjet Air, sở hữu tổng tài sản 2,3 tỷ đô la Mỹ tính đến đầu tháng 3 năm 2023. Trong suốt sự nghiệp, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã nhận được nhiều giải thưởng và được vinh danh trong cộng đồng kinh doanh quốc tế. Vào tháng 11 năm 2018, bà đã được trao hai giải thưởng quan trọng là Nữ doanh nhân xuất sắc tại khu vực ASEAN và Nữ doanh nhân xuất sắc tại Việt Nam bởi Tổng thống Singapore Halimah Jacob và Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN Robert Zap. Bà cũng được tạp chí Forbes vinh danh trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2018, xếp vị trí thứ 44, tăng 11 bậc so với năm trước. Bloomberg cũng xếp bà vào danh sách 50 nhà lãnh đạo tiêu biểu toàn cầu năm 2018 cùng với những nhân vật nổi tiếng khác như chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ, giám đốc tài chính Microsoft, ngoại trưởng Canada và tổng thống Nam Phi. CEO Nguyễn Thị Phương Thảo, người phụ nữ truyền cảm hứng cho giới trẻ nếu nhìn lại hành trình của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chúng ta không thể không ghi nhận sự quyết đoán và tài năng kinh doanh của người phụ nữ này. Tuy nhiên, trong cuộc sống đời thường, bà Thảo được biết đến là người rất nhiệt tình và quan tâm đến các hoạt động xã hội và từ thiện. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thường tham gia vào các chuyến đi trao quà cho các em nhỏ bị hoàn cảnh khó khăn, các em bé đang chờ phẫu thuật, người dân ở các khu vực khó khăn và bản địa. Bà thường đến các trường học và cộng đồng nghèo tại huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình, làng trẻ em SOS Nha Trang, Khánh Hòa, Nghệ An và các tỉnh miền núi xa xôi để trao quà tặng, tận tình thăm hỏi và tham gia các hoạt động vui chơi cùng các em nhỏ. Bà cũng đến Ấn Độ để hỗ trợ các trường tình thương. Nguyễn Thị Phương Thảo luôn đóng góp và tham gia một cách âm thầm trong các hoạt động từ thiện. Chính những hành động này đã cho thấy tấm lòng nhân ái và tình yêu thương vô bờ bến của bà đối với cộng đồng. Có thể thấy, từ một du học sinh ngành kinh tế, bà Phương Thảo đã trở thành một nữ tỷ phú đô la Mỹ thành công, được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ. Trên đây là những thông tin chi tiết về con đường kinh doanh của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, hy vọng sẽ mang lại cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nhớ bấm like và theo dõi kênh để cập nhật những thông tin thú vị khác nhé.